nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn những cách nói cảm ơn khác nhau, hay hơn, thú vị hơn, thay vì chỉ nói thank you. Trong những trường hợp mà các bạn nhận được những sự giúp đỡ rất là đặc biệt từ một ai đó, thì các bạn có thể nói là I can't thank you enough. Nhanh hơn sẽ là I can't thank you enough. I can't thank you enough. Hoặc là các bạn có thể nói I'm so grateful. I'm so grateful. Miss Hallie, I'm so grateful that you make time to teach my children English. Trong tiếng Việt của mình thì mình đôi khi cũng nói là thật sự là mình không có thể dùng được cái lời nói nào để mình diễn tả được sự biết ơn và về những gì mà bạn đã làm cho mình. Thì tiếng Anh nó cũng sẽ có một câu tương tự như thế này. It's hard to find words to express my gratitude. Nói nhanh hơn sẽ là It's hard to find words to express my gratitude. Khi các bạn subscribe channel của mình và theo dõi kênh của mình cũng như là gửi những cái bình luận rất là tích cực thì mình cảm thấy rất là biết ơn, mình cảm thấy rất là vui. Thì thay vì mình nói thank you thì mình có thể nói I really appreciate it. I really appreciate it. Kiểu như là mình giúp đỡ một ai đó và họ gửi cho mình một món quà để thay cho lời cảm ơn, và mình cảm thấy là thực sự không cần thiết để tặng món quà đó cho mình đâu, thì mình sẽ nói là you shouldn't have, you shouldn't have. Oh, you shouldn't have, you shouldn't have. Khi người khác cảm ơn mình thì mình cũng có những cách nói khác nhau để đáp lại lời cảm ơn đó. You're welcome, you're welcome. Don't mention it, don't mention it. My pleasure, my pleasure. No problem, no problem. No worries, no worries. Đừng quên like, share và subscribe channel của mình nha. I really appreciate it.